Tôi mong hội đồng xét xử xem xét phân tích, đánh giá khách quan những chứng cứ, những tài liệu và đặc biệt là quá trình tranh tụng tại phiên tòa để có những phán quyết công minh, đúng pháp luật và mang tính nhân văn. Tôi cũng cảm ơn đại diện viện kiểm sát trong phần tranh tụng của mình cũng đã có những cái đối đáp. Tuy nhiên thì như tôi đã đặt vấn đề từ ban đầu, phần lớn là viện kiểm sát đã mang cái bản cũ ra để đọc lại, không có gì mới cả. Điều đó chỉ có giúp cho hội đồng xét xử rút ngắn thời gian tại phiên tòa thôi, chứ còn để mà tranh tụng thực sự đối với các luật sư cũng như đối với các bị cáo là không có ý nghĩa, không có tác dụng. Và điều này nó trái với quy định của pháp luật là tranh tụng đến cùng để có những cái giúp cho hội đồng xét xử có những cái quyết định chính xác. Tuy nhiên, một lần nữa tôi xin nhận trách nhiệm toàn bộ về những sai sót trong quá trình triển khai dự án đối với tất cả các cán bộ của Bộ Thông Vận tải, các bị cáo của Bộ Thông Vận tải cũng như các bị cáo Tổng Công ty Cửu Long. Bởi vì từ anh Trường trở xuống đến anh Minh ở Tổng Công ty Cửu Long trở xuống đều là những người thực hiện nhiệm vụ được phân công. Và bản thân những người này cũng đã hết sức nỗ lực cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ một cái dự án chủ đầu tư khác không thực hiện được bán quyền chuyển nhượng quyền thu phí thì Bộ Giao thông Vận tải sau 2 năm nỗ lực cố gắng thì cũng đã thực hiện được cái nhiệm vụ của Thủ tướng giao. Tôi nên mong rằng hội đồng xét xử xem xét để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Trường và các bị cáo của Bộ Giao thông Vận tải cũng như anh Minh và các cán bộ của Tổng Công ty Cửu Long, vì những cái sai phạm là có nhưng đó thuộc về hành chính, thuộc về quy trình thủ tục. Bởi vì quá trình tranh tụng cũng khẳng định vụ án này không có thiệt hại xảy ra. Cái số tiền mà trong hồ sơ vụ án nói đã được các cơ quan tố tụng xem xét và xử lý tại một vụ án khác theo quy định của pháp luật. Tôi hoàn toàn không có ý kiến về việc đó. Nhưng tôi khẳng định lại là tất cả các bị cáo của Bộ Thông Vận tải cũng như của Tổng Công ty Cửu Long làm việc hoàn toàn động cơ trong sáng, không vì mục đích cá nhân, chỉ mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với thời gian nhanh nhất. Cái việc mà sai sót đó chính là sai phạm về quy trình thủ tục, cho nên là rất mong hội đồng xét xử phân tích đánh giá một cách khách quan, đặc biệt là đối với anh Trường, cũng là người được tôi rất tin tưởng, là con của gia đình cách mạng, có công với cách mạng. Làm giám đốc giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, rồi làm phó chủ tịch thường trực tỉnh Nghệ An, rồi 10 năm làm thứ trưởng. Trong quá trình làm việc anh hết sức nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt cái mọi cái nhiệm vụ được giao. Rồi các bị cáo khác của Bộ cũng như của Tổng ty Cửu Long thì mọi cái trách nhiệm tôi xin nhận ở phía mình, mong hội đồng xét xử có những cái chính sách khoan hồng, nhân đạo, công minh, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật để xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Trường và các bị cáo của Bộ Thông Vận tải và Tổng Công ty Cửu Long. Một lần nữa tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử, cảm ơn các vị đại diện viện kiểm sát, cảm ơn các luật sư và tôi xin chấp hành mọi quyết định dù thế nào chăng nữa của hội đồng xét xử. Xin cảm ơn hội đồng xét xử.